Trường AIC đang hỗ trợ 10% học phí cho tất cả sinh viên Việt Nam đăng ký kỳ nhập học tháng 9 và tháng 10 năm 2013, thì tập đoàn AIC đã hoạt động hơn 100 năm, là tổ chức giáo dục đầu tiên đăng ký trên thị trường chứng khoán châu Úc cách đây 36 năm. Do vậy, bên cạnh đạt tiêu chuẩn các yêu cầu về giáo dục của chính phủ Úc và chính phủ Singapore, thì AIC phải tuân theo nghiêm ngặt về tài chính minh bạch các yêu cầu của thị trường chứng khoán châu Úc. Thì sinh viên hoàn tất khóa học tại AIC có thể chuyển tiếp tại các trường thuộc hệ thống AIC Melbourne Sydney và các trường đại học đã liên kết của nhà trường tại Úc. Thì về chính sách visa thì nhà trường sẽ hỗ trợ xin thư nhập học và visa cho sinh viên. Thì nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi vào trường công lập cho sinh viên, tỷ lệ đậu vào các trường công lập rất là cao. Thì chương trình được áp dụng cho tất cả các khóa học, thì chương trình được áp dụng từ ngày 26 tháng 8 năm 2013 cho đến 30 tháng 9 năm 2013. Về các khóa tiếng Anh tại AIC thì có chương trình tổng quát và luyện thi IELTS và các khóa luyện thi O-Level. Thì các khóa học luyện thi vào trường tiểu học, trung học công lập Singapore và các cái chuyên ngành về quản trị du lịch khách sạn thì có chương trình cao đẳng là 12 tháng, cao đẳng nâng cao là 12 tháng cộng với 6 tháng thực tập hưởng lương. Và chương trình là quản trị thì có chứng chỉ là 6 tháng và cao đẳng là 12 tháng. Thì để biết thêm chi tiết về trường, các cái chương trình đào tạo cũng như chương trình hỗ trợ học bổng, thủ tục hồ sơ, visa thì mời các bạn liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của trường AIC tại Việt Nam. Thì ngoài ra, Tân Đại Dương còn là đại diện của các trường uy tín khác ở Singapore đạt chứng nhận EduTrade. Thì với hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn du học Singapore, thì Tân Đại Dương đã được các trường đối tác và đông đảo phụ huynh, sinh viên tin tưởng trong việc tư vấn làm hồ sơ du học Singapore. Thì khách hàng khi đến với Tân Đại Dương, ngoài việc được tư vấn rõ ràng, hỗ trợ hoàn tất mọi thủ tục du học, thì khách hàng còn được tặng phí làm hồ sơ du học trị giá 5,9 triệu đồng, tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, tặng 100% phí xin thư mời nhập học, miễn phí kiểm tra anh văn cho sinh viên chưa có IELTS, hỗ trợ xin visa nhập học tại các trường, hỗ trợ sinh viên trước khi du học, đang du học và sau khi du học, hướng dẫn các bước khi nhập học tại Singapore, hướng dẫn đóng tiền học phí sau khi đạt visa, miễn phí tìm nhà ở, book ký túc xá cho sinh viên, và đồng thời Tân Đại Dương sẽ miễn phí tham gia buổi chia sẻ kỹ năng trước khi du học với các chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, đã từng đi du học và đã tốt nghiệp các khóa huấn luyện trong và ngoài nước. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể gọi vào số 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ.